Xin chào các em. Video trước chị đã hướng dẫn các em làm một chiếc vương miện bằng hạt cườm xinh xắn cho búp bê rồi. Tiếp nối các video làm trang sức búp bê, hôm nay chị tiếp tục giới thiệu đến các em cách làm một bộ vòng cổ và hoa tai bằng dây đồng cườm rất là thời trang nhé. Các em cần chuẩn bị 3 dụng cụ bắt buộc như sau: một kìm cắt có lưỡi cắt như thế này, một kìm đầu tròn, các em xem nhé, hai đầu kìm được mài tròn đấy, và một kìm kẹp, cái này thì quen thuộc quá rồi đúng không nào? Hạt cườm trắng. Và lý do chị làm trang sức với nguyên liệu chính bằng dây đồng vì chị mới xin được số dây đồng này. Nhìn nó cũng xù xì, quăn queo chứ không hẳn là thẳng đẹp long lanh đâu. Nhưng chị sẽ phù phép cho nó sau nhé. Đây là một bộ chị đã làm trước đó. Chị sẽ để đây làm mẫu cho các em dễ hiểu hơn. Chúng ta sẽ làm hình trang trí xoắn ốc này trước nha. Các em lấy một sợi dây đồng, dùng kìm đầu tròn kẹp xoay tròn đầu dây. Chúng ta sẽ được một hình tròn xoe như này. Sau đó dùng kìm kẹp xoay tiếp để vòng tròn có một đường bao bên ngoài. Và giờ chỉ cần dùng hai ngón tay giữ và xoay theo vòng tròn đó. Ta sẽ xoay sao cho được một hình xoắn ốc khoảng 4 đến 5 vòng. Các em lấy ra 2cm từ đây và dùng kìm cắt bỏ đoạn thừa. Bây giờ để làm một móc tròn phía trên, mình lại dùng kìm đầu tròn uốn đầu dây cho đến sát hình xoắn ốc luôn. Vậy là ta đã được một mắt xích quan trọng đầu tiên rồi. Các em sẽ làm 8 hình như vậy nhé. Tiếp theo sẽ là móc tròn để kết nối các họa tiết với vòng. Cái này rất nhanh, chỉ cần dùng kìm đầu tròn xoay một vòng. Rồi dùng kìm cắt, cắt bỏ đi phần dây đồng thừa. Lấy kìm kẹp điều chỉnh lại một chút cho chiếc móc khép kín lại với nhau là đã xong. Các em cần làm khoảng hơn 20 chiếc móc tròn như thế này. Chỉ còn lại một loại móc cuối cùng là móc hình số 8. Tương tự như những cái trước, các em dùng kìm đầu tròn uốn một hình tròn. Sau đó lấy ra khoảng 2cm, cắt đoạn dây, uốn một hình tròn ngược lại. Như thế này nè các em, chúng ta sẽ cần 6 chiếc móc số 8 đấy. Giờ chị sẽ kết nối chúng lại với nhau. Các em dùng tay hoặc kìm mở một đầu móc số 8 ra, cài nó vào hình xoắn ốc, lấy kìm kẹp, kẹp chặt lại đoạn vừa mở. Tiếp đến mở móc tròn, kết nối nó với đoạn xoắn ốc và móc số 8 mình vừa làm nhé. Ta sẽ được một chuỗi dài như thế này. Bây giờ chuyển sang chuỗi ngắn hơn, cái này sẽ chỉ cần bỏ qua móc số 8. Chị em mình gắn móc tròn vào hình xoắn ốc thôi. Mỗi loại các em cần làm 3 chuỗi này. Bước cuối cùng là sâu chúng lại với nhau để thành một chiếc vòng cổ.
Các em dùng một sợi dây dài khoảng 15cm, sâu một chuỗi ngắn trước, tiếp theo đó là một chuỗi dài. Để cố định chúng, chị sẽ luồn sợi dây đồng qua hai móc tròn như thế này. Hít chúng lại với nhau như là thắt nút vậy. Tiếp theo, sâu 3 hạt cườm, một chuỗi dài và một chuỗi ngắn. Đây chính là phần tâm điểm của vòng. Các em cũng thiết cố định bằng cách vòng sợi dây đồng qua hai móc tròn. Vừa làm vừa kéo để điểm thắt nút gần các hạt cườm nhất có thể nhé. Lặp lại thao tác xỏ 3 hạt cườm, một chuỗi dài và một chuỗi ngắn. Hít lần cuối cùng. Chúng ta đã được phần mặt trang trí quan trọng nhất của vòng cổ rồi. Giờ thì đơn giản thôi, chúng ta sâu hạt cho hai đầu sợi dây. Mỗi bên các em sẽ xỏ khoảng 10 hạt cườm là vừa rồi. Để chừa ra 0,5cm, dùng kìm bấm cắt bỏ đầu thừa. Sau đó dùng kìm kẹp uốn vong đầu sợi dây để hạt cườm không bị rơi ra. Các em làm tương tự cho đầu dây bên kia. Rất là nhanh đúng không nào? Thoạt nhìn qua sẽ tưởng nó phức tạp, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy nó dễ hơn mình nghĩ rất nhiều nhé. Đây là thành quả của chúng ta. Cái này sẽ không cần móc khóa vì móc khóa rất là to so với búp bê. Bây giờ chúng ta sẽ làm một đôi bông tai đồng bộ với chiếc vòng này. Rất là nhanh thôi. Chúng ta đã có sẵn vòng xoắn ốc và móc tròn. Các em kéo mở móc tròn ra bằng kìm kẹp. Sâu một hạt cườm này, tiếp đến hình xoắn ốc. Lại một hạt cườm nữa. Sau đó dùng kìm kẹp khép lại đoạn vừa mở và gắn thêm một móc tròn vào đó nữa nhé. Chúng ta sẽ làm một đoạn dây thẳng để đeo vào tai như thế này. Các em cắt một đoạn dây đồng dài 2cm, luồn sợi dây qua móc tròn vừa gắn. Dùng kìm kẹp kẹp đầu sợi dây gắn chặt vào móc tròn. Vậy là đã xong rồi đấy. Nó thật là xinh xắn và phong cách đúng không nào? Trong vòng hơn 2 tiếng, chị đã làm được 2 bộ như vậy. Không quá lâu đâu các em. Chúng ta hãy thử so sánh bé búp bê trước và sau khi đeo đồ trang sức có khác nhau nhiều không nha. Đây là mặt mộc nguyên bản. Chị sẽ đeo cho bạn ý cái vòng cổ trước. Chỉ cần kéo nhẹ nó ra và đeo vào cổ thôi. Rất là nhanh và tiện, dễ tháo lắp nữa. Đeo thêm chiếc khoa tay bên trái. Đã thấy lung linh lắm rồi. Cuối cùng là hoa bên phải. Các em có thấy yêu không? Trong lúc bạn ấy chuyển động thì đôi hoa tai cùng chiếc vòng sẽ lúc lắc theo. Ánh đồng lấp lánh bắt sáng rất là vui mắt đấy. Chị có làm thêm một bộ trang sức ngọc trai cũng dựa trên cách làm như vậy. Bộ này mang phong cách dịu dàng, nữ tính hơn. Chỉ cần làm được bộ đầu tiên là các em biết cách làm bộ thứ hai nhé. Nếu vẫn chưa hình dung ra cách làm thế nào thì các em để lại lời nhắn phía dưới. Nhiều bạn yêu cầu thì chị sẽ đăng video hướng dẫn làm bộ thứ hai vào lần tới. Video của chị Cánh Tiên đến đây là hết rồi.
Nếu các em thích những bộ trang sức này, hãy dành tặng chị một like ủng hộ nha. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở video sau.